quý vị và các bạn, Mai Ngân sẽ trân trọng giới thiệu chuyên gia y tế sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình sức khỏe ngày hôm nay. Đó chính là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn, giảng viên bộ môn Dược liệu, Trường Đại học Dược Hà Nội. Được giới thiệu với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn là ngày hôm nay bạn Kim Dung xuất hiện không chỉ là với vai trò một người nghệ sĩ mà còn là một người mẹ rất là quan tâm đến sức khỏe của bạn nhỏ 11 tháng ở nhà, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có thêm rất nhiều những thông tin không chỉ xoay quanh việc sử dụng thuốc và những thông tin về sức khỏe nữa. Và thưa quý vị và các bạn, trước khi bắt đầu cuộc trao đổi ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Viêm đường không khó để có thể mua được các loại thuốc bảo an toàn để trị bệnh. Nếu không may sử dụng những siro ấy, tìm những loại thuốc hay là thực phẩm chức năng tốt nhất cho con. Tuy nhiên thì kiến thức xung quanh vấn đề này thì không phải ai cũng hiểu rõ. Và thưa chuyên gia, chúng tôi được biết là hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều những cái sản phẩm siro không chỉ giúp cho trẻ bớt ho cảm mà còn tăng sức đề kháng nữa. Vậy thì lợi ích cụ thể mà những loại siro này mang đến cho sức khỏe của trẻ là gì ạ? Siro ấy, nó là một dạng bào chế trong rất nhiều dạng bào chế, nhưng mà đối với trẻ nhỏ ấy, thì cái dùng cái dạng siro thì là tốt nhất, tại vì trẻ nhỏ rất khó uống thuốc, rất dễ nôn chớ, nên là không thể sử dụng những viên nén, viên nang hoặc là các dạng bào chế khác, mà dùng siro là thuận tiện nhất. Đấy. Thứ hai là siro là có vị ngọt, nó dễ uống và nó tạo thành lỏng nên nó hấp thu rất tốt. Thứ ba là siro thảo dược ấy, thì là siro được chế từ nguyên liệu là dược liệu và các cây thuốc, thì các cây thuốc và thảo dược đó đã được kiểm chứng qua đông y hàng nghìn năm trên cơ thể con người rồi ấy. Và thậm chí y học hiện đại đã chứng minh và thử nghiệm, thử tác dụng dược lý, thử tác dụng độc tính của nó rất an toàn, nên là việc sử dụng những siro từ thảo dược ấy là rất yên tâm và những tác dụng phụ gần như không đáng kể. Vậy với diễn viên Kim Dung, có lẽ là với độ tuổi của con chị đang ở độ tuổi khoảng 11 tháng thì chị không lạ gì được sử dụng siro cho con mỗi khi con gặp phải những cái triệu chứng như là ho hoặc là cảm lạnh, đúng không ạ? Tuy nhiên thì siro với những cái nguồn gốc nguyên liệu từ thảo dược thì chị đã có nghe bao giờ chưa, và chị đã từng sử dụng thử hay chưa? Đối với tôi thì đúng là khi mà con bị cảm cúm hay là viêm đường hô hấp thì việc đầu tiên sử dụng đấy là sử dụng ngay siro thảo dược. Nhưng mà cũng tiện ở đây thì cũng xin phép hỏi Phó Giáo sư là đối với trẻ nhỏ thì trong những cái trường hợp mà khi con bị cảm cúm hay là viêm đường hô hấp như bản thân tôi và như các mẹ bỉm sữa khác cũng vậy, việc đầu tiên đấy là các mẹ sử dụng siro thảo dược. Như vậy thì chuyên gia cũng có thể tư vấn thêm cho tôi là những cái trường hợp sử dụng siro thảo dược như thế nào thì hợp lý ạ? Con bạn bị cảm cúm, bị ho nhẹ, tức là khi mà bệnh nó là theo đông y là mới ở bì phu, tức là ở bên ngoài, chưa đi sâu vào các tạng phủ bên trong, thì bệnh nhẹ đấy thì mình có thể sử dụng những siro ho như thảo dược để chữa rất tốt. Tuy nhiên khi mà bệnh nặng, những bệnh mà viêm có sốt, sốt trên 38 độ, có viêm như là viêm họng, viêm khí quản, phế quản, thậm chí là lao ấy, những cái bệnh trường nặng thế thì tốt nhất là chuyển đến các cơ sở y tế với sự tư vấn của thầy thuốc để khám chữa bệnh, điều trị tốt nhất. Việc sử dụng siro thảo dược chỉ là việc kết hợp thêm khi mà đã có sự tư vấn của bác sĩ thôi. Và hiện nay thì ở trên thị trường rất là nhiều ông bố bà mẹ lo lắng bởi vì có rất là nhiều cái sản phẩm siro mà dường như là họ không biết là của công ty nào hay là chiết xuất ra sao, nhưng mà vẫn được bày bán rất là nhiều các hiệu thuốc. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về thực trạng này ạ? Liệu là có cả những cái sản phẩm mà không đủ chất lượng được bán cho trẻ không ạ? Theo tôi thì việc siro trên thị trường rất nhiều thế, nên là việc đánh giá một cái sản phẩm mà không đạt chất lượng, sản phẩm kém ấy, thì nó có rất nhiều yếu tố nguyên nhân. Thứ nhất là cái sản phẩm đó được chế biến từ những cái nguyên liệu dược liệu, các cây thuốc không được trồng theo một cái quy trình nhất định, không có giống, không quy trình nhất định, nên việc cái lượng hoạt chất nó không đảm bảo. Thứ hai là việc trồng nó không theo một cái quy định nhất định, sử dụng thuốc nhiều, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, rồi là hóa chất, rồi là nguồn nước thì lại nhiễm kim loại nặng, nên là ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba là việc cái siro đấy trong quá trình chế biến thì không theo quy trình sản xuất của GMP, nên là cái chất lượng cũng không đảm bảo. Thứ tư là khi mà sử dụng cái nguyên liệu đó, cái nguyên liệu để làm cái siro đó
thì trong quá trình bảo quản ấy, thì sử dụng những chất bảo quản mà không có trong danh mục thì những chất bảo quản đấy nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ năm là những cái siro, thậm chí họ siro thảo dược nhưng mà lại họ trộn thêm những cái thuốc tân dược, ví dụ như là corticoid, thì khi mà dùng những cái siro đó thì rất ảnh hưởng đến sức khỏe, vì corticoid nó làm suy tính thượng thận, rồi là phù nề gãy xương và rất nhiều tác dụng phụ khác ảnh hưởng sức khỏe của con người. Như chuyên gia nói thì tôi nghĩ là nhiều ông bố bà mẹ cũng rất là lo lắng, bởi vì nhiều khi là khi ra hiệu thuốc mua một lọ siro cho con thì chỉ nghe cái người trình dược viên đúng không ạ, họ hoặc là cái người dược sĩ họ tư vấn như thế nào thì mua về thôi, nhưng mà để mà nhìn cảm quan để đánh giá được là loại nào chất lượng tiêu chuẩn ra sao, rồi chất xuất như thế nào, quá trình vận hành bảo quản như thế nào thì có lẽ là nhiều người không có kiến thức về vấn đề đó. Không biết là Kim Dung khi mà đi mua thuốc hay là thực phẩm chức năng cho con thì bạn có lo lắng về cái việc là nhiều cái sản phẩm nó trôi nổi trên thị trường hay không? Đúng rồi. Bản thân tôi thì tôi cũng thấy là đến những cái cửa hàng, những cái hiệu thuốc ấy thì thấy rất là nhiều các loại siro khác nhau. Thì cũng thưa với chuyên gia là hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái hàng kém chất lượng hay là hàng giả, hàng nhái. Và cũng không thiếu những cái trường hợp mà có thể những phụ huynh có thể vô tình mua phải những sản phẩm như vậy. Chuyên gia có thể tư vấn giúp là đối với những trường hợp mà gặp phải những cái siro thảo dược không đảm bảo về chất lượng như vậy thì những trẻ nhỏ của mình sẽ gặp những hệ lụy như thế nào? Khi mà trẻ nhỏ dùng những cái siro mà không đảm bảo chất lượng, ví dụ như là cái siro mà chế biến từ dược liệu mà có lẫn thuốc trừ sâu, diệt cỏ, các hóa chất, các chất bảo quản thì nó sẽ gây những tác dụng phụ và gây những cái tác dụng không mong muốn cho trẻ nhỏ. Và thứ hai là siro mà chế biến không theo quy trình của GMP ấy, thì cái sản phẩm nó không được hoạt chất, nó cũng ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh. Nhưng mà những cái trường hợp mà tác dụng phụ ấy thì rất nhiều, thì có thể như là hoa mắt, chóng mặt, nôn mửa, thậm chí có thể là rối loạn tiêu hóa, đại tiện tiểu tiện, thậm chí trường hợp ngộ độc. Những trường hợp đấy là mình phải ngừng ngay và đưa trẻ cấp cứu và xử lý kịp thời theo chỉ định của bác sĩ. Vâng, có thể nói là nếu mà chúng ta lựa chọn sai siro thảo dược cho trẻ em trong việc điều trị ho cũng như cảm lạnh thì sẽ sinh ra những hệ lụy rất là nguy hiểm. Và ngay sau đây thì xin mời hai vị khách mời cũng như xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một số hình ảnh tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Xu hướng sự quý vị và các bạn, Việt Nam vốn được biết đến với một nền thảo dược vô cùng phong phú và từ đây thì cũng là nguồn nguyên liệu vô cùng quý giá để chúng ta khai thác, từ đó có thể làm thuốc hay là thực phẩm chức năng để hỗ trợ nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, thưa chuyên gia, cũng có một thực tế mà chúng ta không thể phủ nhận là Việt Nam vẫn còn tồn tại rất nhiều những nguồn dược liệu bẩn mà chúng ta rất là khó kiểm soát. Vậy thì hiện nay chúng ta đã có những cái chính sách hay là những cái hướng đi như thế nào để có thể khai thác được một cách hiệu quả cũng như là tối ưu nhất những cái nguồn dược liệu sạch để từ đó làm thuốc hoặc là thực phẩm chức năng hay chưa ạ? Việc để mà đảm bảo cái nguồn nguyên liệu sạch, an toàn để cung cấp cho ngành dược ấy, thì cần phải kết hợp của bốn nhà. Thứ nhất là nhà nước, thứ hai là nhà doanh nghiệp, thứ ba là các nhà khoa học và thứ tư là nhà nông. Kết hợp chặt chẽ của bốn nhà đấy. Nhưng mà đối với nhà nước ý, thì theo tôi ý, thì cần phải có những hành lang pháp lý, chính sách làm sao cho các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ý, hoạt động nó mở và nó linh động hơn. Vâng, chúng ta vẫn hay nói đến các loại thực phẩm sạch, một cái nhu cầu rất lớn bây giờ. Và trong khi đó thì khi mà chúng ta sử dụng cái loại thuốc thảo dược mà liên quan đến siro của trẻ em thì thảo dược sạch cũng là một vấn đề chúng ta cần phải nói tới, đúng không ạ? Chị Kim Dung nghĩ sao? Khi mà nói đến dược liệu sạch ý, thì bản thân tôi lại nghĩ ngay đến rau sạch hay là thịt sạch, tiêu chuẩn là tiêu chuẩn organic hay là tiêu chuẩn Việt Gáp. Vậy thì đối với dược liệu sạch thì nó có cái tiêu chuẩn nào để mình, nó là cái thước đo để mình biết là dược liệu sạch không ạ? Đối với dược liệu sạch ý, thì nó có cái tiêu chuẩn riêng của nó theo tiêu chuẩn GACP WHO, tức là trồng và thu hoạch cây thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Những cái công ty nào mà trồng cây thuốc theo cái tiêu chuẩn đó thì cái chất lượng rất ổn định và nó không lẫn những cái chất bảo quản, rồi là nguyên tố vi lượng phóng xạ với các thứ khác ảnh hưởng sức khỏe của con người. Tôi nghĩ rằng là không phải là quá thường xuyên là các con bị ốm mà cần phải dùng siro, đúng không ạ? Chúng ta có thể là rèn sẻn chi tiêu hay là sắp xếp để có thể mua rau sạch organic này hay là thịt sạch từ trang trại thì không có nghĩa lý gì mà những cái ông bố bà mẹ lại phải đắn đo khi mà lựa chọn một cái sản phẩm thuốc bắt nguồn từ cái nguồn dược liệu sạch cả. Và tất nhiên là ai cũng mong muốn là cái chai siro hay là cái thực phẩm chức năng mà chúng ta bổ sung cho con trẻ khi mà hệ miễn dịch của các cháu chưa được hoàn thiện thì sẽ là một cái sản phẩm tốt nhất. Vậy thì hiện nay với cái nguồn dược liệu
mà chúng ta đang có và với cái nguồn dược liệu sạch mà chúng ta hiện nay đang kiểm soát được thì nó được khai thác để sử dụng chế biến thành thuốc ho siro cho trẻ em chưa ạ? Hiện nay thì một số công ty thì họ đã phát triển những cái chính sách để cho sản phẩm của họ rất ổn định, thì họ không sử dụng những cái dược liệu trôi nổi trên thị trường, những dược không đảm bảo, không theo, không được kiểm soát của Bộ Y tế, và họ đã xây dựng những nguồn dược liệu riêng của họ, họ trồng những dược liệu theo quy chuẩn là GACP-WHO, tức là trồng và thu sơ chế cây thuốc theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, thì những sản phẩm này là rất an toàn, hiệu quả. Cũng rất nhiều bà mẹ bỉm sữa hiện nay cũng có những cái lo ngại như là diễn viên Kim Dung ở đây về những cái khả năng mà chúng ta có thể mua phải những cái loại hàng giả, hàng nhái hay là những cái loại thực phẩm có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hoặc là thuốc bảo quản, đúng không ạ? Vì vậy họ đưa ra một cái quyết định đó là tự làm siro tại nhà bằng những cái kiến thức, bằng những cái kinh nghiệm mà mình đã biết hoặc là học hỏi đâu đó trên mạng internet. Không biết quan điểm của nghệ sĩ Kim Dung về vấn đề này như thế nào? Tôi cũng đang rất là thắc mắc về cái vấn đề này ạ. Khi mà nghe chuyên gia chia sẻ thì tôi cũng cảm thấy rất là lo lắng nếu như bản thân mình mà mua vào một cái sản phẩm mà không đảm bảo về mặt chất lượng cho con. Thế thì tôi cũng đang nghĩ là mình có nên tự sản xuất siro bằng những cái thảo dược mà an toàn, có thể là mình tự trồng hoặc là mình mua được một cái địa chỉ nào đấy tin cậy hay không? Và cái việc đấy nó sẽ có những cái hạn chế gì ạ, thưa chuyên gia? Việc mà các bà mẹ bỉm sữa mà tự chế cái siro ấy thì nó có những cái nhược điểm riêng của nó. Chẳng hạn là khi mà chế siro ho hoặc là siro bổ dưỡng thì các bà mẹ phải đi mua những cái nguyên liệu để làm siro đó, chẳng hạn như mua những cây thuốc dược liệu để vào để pha chế, thì việc cái mua cái dược liệu đó ở trên thị trường ấy trôi nổi không rõ nguồn gốc thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chẳng hạn những cái dược liệu đó không theo quy trình nào đó thì cái lượng hoạt chất nó không đảm bảo, không trồng theo không quy định thì nó cũng lẫn thuốc trừ sâu diệt cỏ hoặc là thuốc bảo vệ thực vật. Thứ hai là các bà mẹ tự làm ấy thì cái quy trình thì đôi khi nó không đúng. Chẳng hạn như là ví dụ như là chế những cái thuốc ho, siro ho ấy, thì là hấp thủy, đun cách thủy thì quá lâu chẳng hạn, hay là quá thời gian, thì lúc đó cái lượng tinh dầu trong những cái dược liệu nó bay hơi thì mất, nó chất thất thoát mà. Thì nó không còn như thế nữa, và thậm chí nó biến đổi thành ra những chất khác độc hại còn gây ảnh hưởng sức khỏe con người. Thứ ba là trong các bà mẹ thì quá trình chế biến thì là phải bảo quản những cái dược liệu đấy, không bảo quản theo quy định thì thậm chí nó cũng có nấm mốc rồi là không tốt cho sức khỏe, và trong quá trình bảo quản đấy thì lượng hoạt chất thì nó cũng không còn như ban đầu nữa. Quả thực là rất là khó đúng không ạ? Có lẽ là bà mẹ thì cũng không ngại khi mà tự tay để chế biến cây thuốc cho con, thế nhưng mà sau khi ra một cái thành phẩm như vậy, màu như vậy, chất như vậy, nhưng mà không thể nào mà cân đo đong đếm được là cái hiệu quả của nó đối với sức khỏe của con như thế nào, và cái việc thử nghiệm như vậy thì cũng khá là nguy hiểm. Xin được cảm ơn ý kiến từ phó sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn và diễn viên Kim Dung. Trong phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những bài thuốc dân gian có tác dụng điều trị ho cho trẻ em nhé. Từ xa xưa, cha ông sử dụng cây cỏ ngay trong vườn nhà để trị bệnh. Với trẻ em, có thể dễ thấy nhất chính là những bài thuốc dân gian dài cặp. Vị khán giả đã dành thời gian đến với trường khoa F16 để có thể tương tác trực tiếp với vị chuyên gia y tế của chúng tôi. Chào tất cả các vị khán giả trong chương trình hôm nay. Tôi là Đinh Việt Thăng và tôi đến từ Cầu Giấy, Hà Nội. Và câu hỏi của tôi đó là trong vườn nhà tôi thì có trồng cây húng chanh và cây quất cảnh để lấy quả hàng ngày đấy. Thì cho tôi hỏi là bây giờ tôi có thể sử dụng hai loại cây đó để làm trị ho cho cháu ấy, thì có cần những lưu ý gì không ạ? Việc mà gia đình bạn dùng húng chanh và quất chữa ho ấy, thì theo tôi có một số lưu ý sau. Thứ nhất là với húng chanh ấy, thì sau khi mình rửa sạch ấy, thì mình phải cắt nhỏ. Quá trình cắt nhỏ ấy, thì nó sẽ tăng diện tiếp xúc, để mình khi mình cho mật ong vào ấy, thì mật ong nó sẽ chiết tốt cái hoạt chất ở trong đấy ra. Đấy, quá trình phải cắt nhỏ dùng được. Thứ hai là quá trình mình hấp kích thủy ấy, thì mình phải nên dùng một cái đĩa hoặc là cái nắp để đậy vào cái chén đấy, để cho hạn chế của cái tinh dầu nó bay ra. Trong tinh dầu húng chanh nó có tác dụng kháng khuẩn rất tốt, mình để thất thoát cái tinh dầu đó thì nó sẽ cũng giảm cái tác dụng nó ho của húng chanh. Thứ hai là cái bạn hỏi là cái quất ấy, thì nếu mà cái quất mà bạn mà mua trong dịp Tết thì những cái quất đó ấy, cây lá quả thì rất tốt, quả rất đẹp, thì họ quá trình trồng cái cây quất đó thì họ sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng bảo vệ thực vật làm cho lá và quả rất đẹp, thì theo tôi là không nên dùng ngay những cái quả lá đó mà mình để sau một năm ấy cho lứa quả mới thì nên dùng. Và thứ hai là khi mình chế biến
siro quất ý, thì cái quất ý cũng nên nghiền nhỏ trước khi trộn mật ong. Quá trình nghiền nhỏ thì nó tăng sự tiếp xúc, khi trộn mật ong vào thì nó sẽ chiết tốt cái hoạt chất đấy ra. Xin được mời câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào toàn thể quý vị khán giả có mặt ở trường quay cũng như quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình. Thì tôi là Đinh Xuân Lực, tôi đến từ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và tôi có một câu hỏi gửi tới chuyên gia, đó là tôi hiện nay tôi đang tìm hiểu các cái thông tin về sản phẩm siro thông qua mạng và có các sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài. Nhưng mà khi mà các cái thông tin như vậy thì tôi cũng không có cách nào mà tìm hiểu kỹ được. Thì xin mời chuyên gia có thể hướng dẫn tôi làm thế nào để tôi có thể tìm hiểu kỹ hơn cái thông tin về sản phẩm. Chào bạn. Việc mà bạn tìm hiểu những cái siro trên internet rồi siro ở nước ngoài ấy, thì theo tôi là không nên sử dụng. Tại vì sao? Tại vì những cái siro, cái sản phẩm đó ấy, thì nó không có giấy phép của Bộ Y tế Việt Nam cấp vào Việt Nam. Tại vì mỗi sản phẩm muốn vào Việt Nam thì phải có số đăng ký. Để có số đăng ký đó thì phải được kiểm nghiệm xem cái hoạt chất nó như thế nào, kiểm nghiệm xem cái nguyên liệu đấy có đạt tiêu chuẩn hay không ấy. Thì theo tôi là bạn không nên dùng những cái sản phẩm mà không có số đăng ký, không có số đăng ký của Việt Nam rõ ràng, không có nguồn gốc rõ ràng. Xin chào chuyên gia và xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Nga, tôi ở quận Đống Đa. Tôi có câu hỏi muốn hỏi chuyên gia là nếu tôi lựa chọn sai sản phẩm siro thảo dược cho con ấy thì nên xử lý sớm như thế nào ạ? Lựa chọn sản phẩm siro để chữa cho con bạn ấy mà lựa chọn sai mà gây ra những phản ứng phụ, ví dụ như là nhức đầu, hoa mắt, buồn nôn, rồi rối loạn tiêu hóa, thậm chí đi ngoài hay là ngộ độc cao hơn ấy, thì tốt nhất là ngừng ngay quá trình sử dụng và chuyển con bạn đến cơ sở y tế để khám và chữa bệnh và tuân theo chỉ định của bác sĩ. Xin được cảm ơn những câu hỏi từ quý khán giả, và không biết đến giờ thì diễn viên Kim Dung bạn cảm thấy như thế nào và bạn còn điều gì băn khoăn thắc mắc mong muốn được chuyên gia giải đáp không? Vâng, thưa chuyên gia, là từ đầu chương trình đến giờ thì khán giả cũng như là bản thân tôi thì cũng nhận được rất nhiều thông tin hữu ích từ chuyên gia. Nhưng mà cũng nhân đây thì cũng mong chuyên gia là tư vấn thêm cũng như là cho các bậc phụ huynh ở đây thêm những cái lời khuyên là làm thế nào để các bậc phụ huynh có thể sử dụng cũng như là lựa chọn được những cái siro thảo dược hữu ích cũng như là hợp lý nhất cho trẻ của mình. Vâng, theo tôi ấy, để mà lựa chọn mà siro hữu ích và an toàn đến sức khỏe của con bạn ấy, thì thứ nhất là phải chọn những cái siro sản phẩm mà có số đăng ký của Bộ Y tế Việt Nam cung cấp. Tại vì khi mình chọn những số đăng ký của nó cấp thì họ những sản phẩm đó, những nguyên liệu đó đã được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn của cơ sở hoặc là tiêu chuẩn của Việt Nam nên nó rất an tâm. Thứ hai là lựa chọn sản phẩm ấy, cũng phải xem cái sản phẩm đó là công ty nào sản xuất, công ty đấy có uy tín hay là có thương hiệu gì chẳng hạn không. Công ty đó có vùng nguyên liệu, vùng trồng dược liệu riêng của nó hay không? Vùng trồng dược liệu thì có theo tiêu chuẩn GACP WHO hay không? Và thứ ba là cái sản phẩm của họ ấy, khi mà sản xuất thì có đạt tiêu chuẩn GMP WHO hay không? Thì khi mà những cái tiêu chuẩn đấy được đảm bảo thì cái chất lượng rất ổn định. Xin được cảm ơn sự tư vấn của chuyên gia và xin được cảm ơn chị Kim Dung. Rất hy vọng là sau chương trình này chị đã có thêm nhiều kinh nghiệm cũng như là thêm nhiều kiến thức để có thể lựa chọn những loại sản phẩm siro thảo dược tốt nhất cho con của mình. Sớm công ngoan mẹ mừng. Và những cái bẫy quảng cáo để lựa chọn những cái sản phẩm không uy tín. Đến bây giờ thì không biết là Kim Dung bạn cảm thấy đã tự tin hơn trong việc là từ giờ sẽ lựa chọn những sản phẩm tốt cho con không? Đúng là sau chương trình ngày hôm nay thì bản thân tôi cũng cảm thấy tự tin hơn đối với những cái kiến thức mà mình có được. Và sau đây thì có lẽ là khi mà trẻ không may mà gặp vào những cái trường hợp ốm hay là như thế nào đấy thì tôi sẽ không còn lúng túng trong những cái cách xử trí của mình nữa. Một lần nữa thì những người làm chương trình xin trân trọng cảm ơn Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Tuấn và diễn viên Kim Dung đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn nữa trong những chương trình sắp tới. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Sống khỏe mỗi ngày số đặc biệt của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Thank you.